ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 1992, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Duy và bạn gái, sinh năm 1998, có quan hệ tình cảm từ năm 2017. Đầu tháng 7 năm 2022, người yêu nhắn tin chia tay nên Duy hẹn gặp để nói chuyện. Ngày 6 tháng 7 năm 2022, Duy mang dao đến một khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gặp tình cũ mong nối lại tình cảm nhưng cô gái không đồng ý. Sau đó, Duy đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Sáng hôm sau, Duy đến cơ quan công an đầu thú. Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo có tính côn đồ, xâm phạm tính mạng người khác, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ra đầu thú, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân nên đã tuyên bị cáo tù chung thân.